Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Vũ Duy Ô Tô chuyên các dòng xe lằng nhằng khủ khoảm, và Vũ Duy Ô Tô thì chuyên những chiếc Kia Morning giá rẻ. Hôm nay thì bên em Vũ Duy Ô Tô lại về cửa hàng một chiếc Kia Morning đời 2012. Con này thì bản Việt các bác nhá, đèn tròn bản Việt, la răng thể thao. Nội thất của chiếc xe thì đã được độ lên nội thất 5D rồi, rất là cao cấp luôn. Và xe này thì nó có một màu sơn xanh thiên thanh cực kỳ đẹp. Với cái giá tiền thì thưa quý vị các bạn rẻ vô cùng luôn. Con này thì chỉ có hơn 100 triệu đồng, các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe này rồi. Chiếc xe mang biển số 20A03795. Xe thì tư nhân vừa mới đi xong. Và con này thì nói thật các bác là có gốc của dịch vụ ra rồi. Đấy, tiền nào của đấy của các bác ạ. Vâng, xe Morning đời 2012 form cứng, máy số ngon, với động cơ 1.1 tiết kiệm nhiên liệu. Và dòng này thì ăn xăng như ngửi luôn. Đấy, và đây là một chiếc xe 5 chỗ ngồi các bác nhá. 5 chỗ ngồi rộng rãi, tiện lợi và dành cho những gia đình nào có điều kiện kinh tế vừa phải. Những nhà mà có hai vợ chồng đi cũng được. Giá rẻ như thế này tội gì. Nói thật các bác chứ thời tiết như thế này các bác đi xe máy khổ không? Đi xe máy nhá. Đây các bác nhìn nhá, xa xa kia có hai người đang đi xe máy bên này như thế này. Đấy các bác bảo chứ đi xe máy dời mưa dời gió, mặc áo mưa này. Xong rồi đi thì nó mất an toàn. Trong khi đó mình ngồi trong xe thì vừa ấm cúng lại vừa tiện lợi. Xe này thì nó bền lành, không biết hỏng vặt là cái gì. Đăng kiểm của chiếc xe thì còn dài đến tháng 11 năm 2022. Và con này thì vẫn còn đăng kiểm 1 năm thoải mái cho các bác. Gương chiếu hậu thì chỉnh cơ, sử dụng động cơ chỉnh cơm. Và kính điện lên xuống tất cả các cánh. Đặc biệt là con này thì có 4 quả la răng thể thao, la răng của hàng đúc thể thao luôn nhá. Và con này là la răng của Rapstad. Vâng, dòng la răng chuyên dành như những chiếc xe độ chế. Và phanh đĩa thì có hai ở hai bánh trước và phanh tang trống ở phía đằng sau. Lốp của chiếc xe này thì sử dụng lốp 165/65 và vành 14, la răng 14 ạ. Vâng, lốp Indonesia, lốp Hàn Quốc nhập từ Indonesia. 4 quả. Vâng, 4 quả dày dặn luôn. Sơn zin tôn vỏ thì con này đã được đồng sơn lại hết rồi, tỷ lệ sơn zin còn 0%. Đấy, nói thế cho nó nhanh chứ nhiều bác cứ phải vân vân làm cái gì. Các bác nhìn hộ em ạ. Vâng, đầu tiên là biển số. Các bác có thấy chữ nghĩa rõ ràng không? Quá rõ ràng rồi chứ ạ. Vâng, nghĩa rằng là xe không có đâm đụng tai nạn gì các bác nhá, đảm bảo cho các bác rồi. Cái này chỉ có xe gọi là xe dịch vụ ra thôi chứ còn không có đâm đụng tai nạn. Đấy, không ngập nước, máy chạy cực lành luôn. Hệ thống đèn tròn của xe mắt xích đấy, và cũng đã ố vàng theo thời gian, nhưng mà cái này thì bình thường thôi, sử dụng đến nay là gần chục năm rồi nên nó chở ố như thế này là bình thường các bác ạ. Hệ thống đèn gầm này đấy, đèn gầm đây, cản trước đèn gầm không có lỗi lầm, không chảy xước nhá, không hề chảy xước, không lỗi lầm đấy. Sơn xi tôn sườn đẹp và cabo ai chà, tôn cabo mỏng te các bác ạ. Đấy, rất là chất luôn, một chiếc xe đẹp Kia Morning đời 2012 với động cơ máy xăng 1.1 tiết kiệm nhiên liệu, 4 quả lốp mới đây các bác này. Lốp này đi các bác đi thoải mái luôn, nhiều năm cũng được. Đấy, cua lốp thì đẹp sạch sẽ. Đấy, tôn sườn này ok luôn. Vâng, và bên này em mở cánh này các bác này, keo chỉ này. Đấy, con này đã được đồng sơn rồi. Thế nên là các bác những cái phần này thì cũng tương đối thôi, đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng nhá. Nhiều bác cứ hỏi keo chỉ, nhưng nói thật các bác keo chỉ mục đích là xe có đâm đụng hay không thôi, chứ còn cái vấn đề tôn sườn thì không vấn đề gì. Đấy, ốp sườn ốp tappi 5D. Nội thất này các bác nhìn này, nội thất ghế da 5D này, trông rất là luột là luôn. Đấy, ghế da rất là đẹp nhá. Đấy, ghế da 5D. Và có khuyến mại cho các bác một cái ghế tựa lưng massage. Úi giời, ngồi cái này sướng vô cùng luôn các bác ạ. Mông mông ra đằng mông mà lưng ra đằng lưng luôn. Đấy, còn đấy, vô lăng này, vô lăng 3 chấu. Và cái dòng này là bản thiếu nên sẽ không có túi khí các bác nha. Vâng, tiền nào của đấy hết. Rồi, thế còn bên này, đồng hồ hiển thị rõ ràng, xịn sò. Và trần thì sao? Trần con này cũng đã được bọc 5D hết rồi. Đấy, nội thất 5D cao cấp luôn. Và đây là một chiếc xe có màn hình. Như cái màn hình này thì hiện nay là không chạy. Thì bác nào mà mua thì em sẽ chỉnh sửa cái màn hình đấy, thay cho các bác một cái màn hình để làm sao cho các bác hoạt động hoàn toàn bình thường, kết hợp luôn cả camera lùi cho các bác luôn. Đấy, các bác lợi như thế còn gì, tội gì không mua. Vâng, không tội gì cả. Đấy, sơn xi đồng sơn này. Vâng, tappi đây. Và đây các bác nhìn này, lỗ to vật vã như là cái ngón tay luôn. Đấy, cái này này,
Đấy, đây gọi là xe taxi ra. Đấy, rõ ràng thôi ạ. Vâng. Còn bên này nội thất này, dòng này thì người ta đã làm lại hết rồi, xì tút xì tát rồi, chủ yếu là chất máy thì khỏi là bền lành khỏi nói luôn. Còn đâu những cái chi tiết xung quanh vụn vặt thì không vấn đề gì đâu các bác nhá. Vâng, những chi tiết xung quanh thì không có vấn đề gì. Đây các bác nhá. Vâng. Keo chỉ này, đinh hàn đây. Đấy. Tappy này. Vâng. Với một chiếc xe mà giá tiền vừa phải dành cho gia đình. Và cái dòng xe này nói thật các bác là thực sự rất dễ bán luôn. Bên em Vuzi Auto bán chiếc xe này thì gần như là một tháng bán về 5-7 con. Đấy. Và người ta cũng tiêu dùng vừa phải thôi. Ngang chỉ rẻ bằng ngang xe máy SH thôi. Nhưng mà các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe Hàn Quốc bền lành, tiết kiệm nhiên liệu, ăn xăng như ngửi đấy. Và cũng dễ dàng sử dụng thôi. Vâng. Dòng này thì nói chung là chả chê được cái gì. Vâng. Nó đầy đủ các chức năng tích hợp rồi, cũng không có gì cần phải lo lắng. Còn đây, cốp sàn của nó ở dưới, ngay dưới này thôi. Ai chả, nhưng mà cái này công nhận là khó mở thật. Nó làm khít quá. Cái này người ta làm quá khít, nó khó mở một chút. À. Ui giời, đây là các bác này, sàn cốp này. Đấy, sàn rất là sạch luôn nhá. Và cái này thì đang không có cái la răng, thì cái này thì em sẽ làm khuyến mại la răng với bộ kích lốp cho các bác luôn, nên các bác yên tâm nhá. Vâng, cái đấy thì bình thường thôi, không có gì đâu ạ. Vâng. Đấy, sàn làm rất đẹp luôn. Sơn sàn sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Nói chung là xe này thì khỏi chê rồi. Máy ngon, êm. Đấy. Xe cứng, tất cả các chi tiết của nó thì đã được ốp bọc hết rồi. Sạch sẽ, tiện lợi luôn. Và rộng rãi vô cùng. Đấy. Vâng. Tầm tiền lanh quanh hơn 100 triệu thì kiếm đâu ra con này. Con này thì 135 triệu. Đấy. Đấy, keo chỉ này, keo chỉ đào tapi xịn sò, kính điện hoạt động hoàn toàn ok. Nội thất này, gầm, đúng rồi. Phần gầm đây các bác này, cho các bác xem gầm luôn nhá. Gầm bệ con này thì khỏi chê luôn. Vâng, vẫn còn sắc nét, không có han mục gì cả. Vâng. Nhiều bác cứ bảo loa những cái loại này thì chạy như thế này người ta sẽ gầm nó sẽ kém. Nhưng mà thực sự những cái dòng này thì nó chất thép của nó tốt, nên là chạy xả xã vậy thôi, nhưng mà chất thép vẫn còn rất là ok. Rồi, em sẽ ngồi lên chiếc xe này, sau đó thì sẽ điều chỉnh một số thứ để làm sao xem mình kiểm tra nào. Đầu tiên là các bác hãy nhìn đồng hồ ạ. Đồng hồ hiển thị số rất rõ ràng. Và con này thì sao nào, order đâu à. Đây này, 10 vạn đeo đồng hồ công tơ mét này. Cái này nói thật các bác, cái xe dịch vụ 10 vạn em không tin. Thế mà thôi, đấy đồng hồ hiển thị thế thôi. Còn đây các chi tiết bên này. Đấy, đã cũ theo thời gian. Nhưng mà tiền nào của đấy. Và nói chung là đảm bảo cho các bác về chất của xe là được. Đấy, còi to. Điều hòa chỉnh cơ các bác nhá. Điều hòa chỉnh cơ đây, rất rõ ràng, dễ dàng sử dụng. Và màn hình này thì sẽ thay cho các bác này. Cái này chắc chắn sẽ thay cho các bác. Đấy, tay nắm cần số sờ rất là mịn màng. Đấy, chị em phụ nữ cầm cái loại số này vào thì chắc chắn vô cùng đấy. Vả số rất tốt đấy các bác nhá. Và số má thì ngon, côn số ngọt. Rồi, ta sẽ đề nổ chiếc xe này xem nào. Đề cái nào. Lên rồi. Lúc nãy em không đặt quá ga thôi. Đấy, các bác ạ, máy rất êm luôn, gần như là ngồi đây không nghe tiếng. Dòng này thì nói chung là chạy nó rất là lành, tiết kiệm nhiên liệu và lành, bền lành vô đối luôn, điều hòa mát lạnh, máy thì ngon, êm. Và thực sự là đứng đây còn gần như không nghe tiếng máy. Vâng, máy rất êm. Và động cơ 1.1 thì ăn xăng như ngửi rồi, ăn xăng rất là nhỏ nhẹ luôn. Đấy, máy rất êm. Con này sử dụng động cơ 4 máy các bác nhá, chứ không phải động cơ 3 máy. Đấy, máy thì lành. Và tí cần kiểm tra hơi thừa nha, để em chống cái cabo vào đã. Động cơ kim phun xăng điện tử, máy lành, mở kiểm tra hơi thừa nào. Đây các bác nhìn này, còn không hề có hơi thừa luôn. Tuy nhiên là dầu con này thì hơi bị tối rồi, thì bác nào mà mua về thì các bác có thể là thay dầu, còn các bác thích thì em thay cho các bác. Đấy, thay dầu cho các bác để các bác yên tâm chạy trên những cung đường xa, đường trường cho nó tốt. Đấy, máy rất là lành và không hề có rung lắc nhá. Dầu mỡ đầy đủ đấy, xem thăm dầu nào. Đấy, chả đấy các bác nhìn nhá, em nói có sai đâu. Cái dầu nó đen xì xì này. Cái này là do chủ người ta để là đi như vậy nhá, chứ không phải là xe này em mua về em dọn đâu.
Đây là chính tên chính chủ biển số thành phố Thái Nguyên đấy ạ. Bác ấy đi xong rồi bây giờ bác ấy bán lại đấy ạ. Vâng, thế nên là có thể nói là xe tư nhân chính chủ được, nhưng mà gốc thì gốc taxi. Đấy, xe đẹp, máy gầm đại chất, ngon. Đấy, cabo này, các bác nhìn nhá, không có đâm đụng luôn. Những cái dòng này thì người ta đi cẩn thận lắm, chứ người ta không có chuyện là đâm va tai nạn đâu các bác, nên các bác yên tâm. Máy rất ngon, chủ yếu là máy. Con này máy thì không phải để ý rồi, không có hơi thừa, máy êm và tiết kiệm nhiên liệu. Và các bác nào mà thích chiếc xe này, một chiếc Kia Morning màu xanh thiên thanh, thì hãy đến với Vũ Duy Ô Tô. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Vũ Duy Ô Tô, và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và chúc các bác có được cho mình những chiếc xe yêu thương, những chiếc xe giá vừa rẻ vừa ngon. Bên em thì chuyên cung cấp những cái loại đấy, nên là các bác chỉ cần đăng ký kênh là theo dõi liên tục, là bên em Vũ Duy Ô Tô về liên tục. Đấy, này, kính cũng là kính zin nhá, chứ không taxi, nhưng mà kính là kính zin, chứ không hề có thay thế chỉnh sửa gì cả. Đấy, xe này thì về vẫn là phải dọn riếc một chút, nhưng mà nó vừa mới về cửa hàng em ơi, em chưa làm gì cả. Đấy, có sao bán vậy. Vâng, Kia Morning đời 2012, máy xăng 1.1 số sàn, xe ngon, máy gầm đại chất, biển số 20A03795 tại thành phố Thái Nguyên, giá chỉ có 135 triệu đồng. Những ai quan tâm đến mẫu xe này hãy điện thoại ngay cho Vũ Duy Ô Tô. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi em Vũ Duy Ô Tô thường xuyên. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác có được cho mình những chiếc xe tuyệt vời tại Vũ Duy Ô Tô. Xin chào, tạm biệt. Ai chà, con này máy ngon, cồn số ngọt, em không cần phải thử luôn cho các bác. Cái đấy thì các bác cứ đến cửa hàng thử xe nhá. Xin chào, tạm biệt các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.